CyberConnect thì là một trong những dự án nổi bật trong lĩnh vực SocialFi với đa dạng sản phẩm dành cho người dùng Web3, với việc đang là dự án được chọn mặt gửi vàng cho cú comeback của Coinlist cũng như là dự án thứ 37 của Binance Launch Pool, thì chúng ta có thể thấy rằng CyberConnect thì đang là cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại. Vào ngày 15 tháng 8 này thì CyberConnect sẽ TGE ở trên Binance. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về dự án SocialFi này cũng như là dự đoán tiềm năng của dự án này khi được list trên Binance nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ để ủng hộ tụi mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu CyberConnect là gì. CyberConnect thì là một dự án được tạo ra với mục đích là giải quyết các bất cập hiện nay ở trên các mạng xã hội bằng cách là thiết lập một mạng xã hội mới được sở hữu bởi cộng đồng, cho phép người dùng hoàn toàn kiểm soát được danh tính kỹ thuật số của họ ở trên mạng xã hội và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của các bên thứ ba. CyberConnect thì là một trong những mạng xã hội phi tập trung lớn nhất của Web3 ở thời điểm hiện tại, cho phép các nhà phát triển có thể tạo ra được các ứng dụng xã hội giúp cho người dùng có thể sở hữu danh tính kỹ thuật số, nội dung, kết nối và kênh tiền tệ của họ. CyberConnect thì cũng sử dụng tiêu chuẩn ERC-4337, tiêu chuẩn token được phát triển bởi Vitalik Buterin vào năm 2021 nhằm cho phép tạo ra các ví thông minh, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, giúp tối ưu hóa việc quản lý tài sản và quản lý thông tin giao dịch. Những tính năng chính của ERC-4337 mà CyberConnect đang có thể mang lên sản phẩm của họ như sau. Đầu tiên là thiết lập ví nhanh chóng hơn và không cần seed phrase, khả năng khôi phục ví bằng xác thực đa yếu tố như là social recovery, giảm bớt lo ngại về việc mất seed phrase. Chức năng ví thì thân thiện hơn với người dùng, loại bỏ các bên trung gian để bảo vệ sự riêng tư cho người dùng. Còn về các sản phẩm của CyberConnect thì chúng ta có những sản phẩm như sau. Đầu tiên là Cyber Account, hệ thống tài khoản sử dụng tiêu chuẩn ERC-4337 cho phép người dùng sử dụng mà không cần seed phrase. Thứ hai là Cyber Graph, là hợp đồng thông minh chống kiểm duyệt, có chức năng lưu lại nội dung của người dùng và các kết nối xã hội. Thứ ba là Cyber Network, mạng Layer 2 có khả năng giảm phí gas cho người dùng. Và thứ tư là WES, là Web3 Status Token, sao bao token của CyberConnect. Với WES thì các dự án có thể dễ dàng được ghi nhận là đã có những đóng góp gắn bó trung thành, từ đó thì xây dựng nên một hệ thống giá trị dựa trên sự đóng góp và có thể kiểm chứng kỹ thuật số. Tổng cộng thì đã có 11.3 triệu WES đã được mint. Tiếp theo về hệ sinh thái của CyberConnect thì hiện tại CyberConnect đã có hơn 50 dự án đã sử dụng cơ sở hạ tầng của họ để có thể phát triển các DApp bên trên. Tuy nhiên thì có một số cái tên quan trọng nhất mà chúng ta có thể kể đến. Đầu tiên là Linktree, nền tảng mạng xã hội Web3 được xây dựng trên CyberConnect đã được ra mắt vào quý 2 năm 2022. Thứ hai là Favor, một nền tảng truyền thông phi tập trung hiện tại đã có khoảng 110.000 người sử dụng mỗi tuần. Thứ ba là Oasis, một vũ trụ ảo có số lượng người dùng lên tới 1 triệu người. Tiếp theo là Galaxy, một mạng thông tin dữ liệu Web3 dành cho người dùng đang sử dụng các ví crypto và Web3. Tiếp theo là về những con số ấn tượng về tình hình hoạt động của CyberConnect. Tính đến thời điểm hiện tại thì CyberConnect đã có hơn 1,25 triệu hồ sơ người dùng on-chain và hơn 400.000 địa chỉ ví đang hoạt động mỗi tháng, tạo ra khoảng hơn 16 triệu giao dịch. Nền tảng mạng xã hội Linktree của CyberConnect thì cũng có hơn 940.000 người dùng hoạt động mỗi tháng và hơn 2.500 dự án VC đang sở hữu tài khoản trên mạng xã hội này. Trong đó thì có những dự án và tổ chức lớn như là BNB Smart Chain, Arbitrum, DYDX hay là OneInch v.v. So với các nền tảng Web3 Social khác thì CyberConnect đang đứng đầu trong lĩnh vực Account Abstraction với số lượng tài khoản ERC-4337 được tạo thông qua nền tảng này lên đến hơn 300.000 tài khoản. Kể từ khi ra mắt đến nay thì người dùng trên nền tảng mạng xã hội của CyberConnect thì đã tạo ra được tổng cộng hơn 11,3 triệu nội dung. Ở trên thì chúng ta đã thấy được những con số khá là ấn tượng về tình hình hoạt động của CyberConnect trong thời gian vừa qua. Vậy dự án này thì đang nằm ở vị trí nào so với những đối thủ ở trong thời điểm hiện tại? Đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến Lens Protocol, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực SocialFi của CyberConnect. Lens Protocol thì sở hữu khoảng 116.000 hồ sơ người dùng với hơn 21,8 triệu giao dịch được tạo ra trên mạng xã hội này. Số hồ sơ người dùng của Lens Protocol thì chỉ bằng khoảng 1/10 so với CyberConnect. Ngoài ra thì CyberConnect cũng đã áp dụng cả việc xây dựng Linktree và thu hút các nhà phát triển thông qua các cuộc thi hackathon, từ đó thì hỗ trợ các nhóm tham gia tạo ra các sản phẩm mới hướng đến sự đa dạng hơn cho ngành Web3 nói chung và hệ sinh thái CyberConnect nói riêng.
Trong khi đó thì đối thủ Lens lại chủ yếu tổ chức các cuộc thi hackathon, trong khi duy trì một lập trường tương đối trung lập, không tập trung cụ thể vào một sản phẩm độc lập cố định nào cả. Ngoài ra thì còn một đối thủ khác là Farcaster thì lại tập trung mạnh vào việc phát triển sản phẩm độc lập của họ là Farcaster Web. Về đội ngũ phát triển thì dự án đang được xây dựng và phát triển bởi một nhóm các nhà lãnh đạo tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu trên thế giới cũng như là có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo từ các công ty trước đây. Admin sẽ để thông tin về đội ngũ của CyberConnect ở trên màn hình, anh em có thể dừng lại để đọc kỹ hơn thông tin về đội ngũ founder cũng như là team quản lý của CyberConnect nhé. Về roadmap của dự án thì Irene cũng sẽ để trên màn hình cho anh em. Dự án CyberConnect thì cũng đã chứng tỏ được rằng họ liên tục build dự án và cũng đã phát triển được rất nhiều trên hệ sinh thái của họ. Về thông tin chi tiết thì anh em có thể theo dõi thêm ở trên màn hình hoặc là vào bài viết của Coin68 viết về CyberConnect để tìm hiểu kỹ hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một phần mà Irene tin rằng anh em sẽ cực kỳ quan tâm, đó chính là về token của CyberConnect cũng như là những dự đoán về tiềm năng của CyberConnect khi mà list trên Binance. Đầu tiên thì anh em cần phải biết là CyberConnect sẽ dùng để làm gì. Đầu tiên thì đây sẽ là token quản trị. Người nắm giữ token Cyber thì sẽ được bỏ phiếu để đề xuất những cải tiến của CyberConnect nhằm đẩy mạnh sự thành công bền vững của dự án trong ngắn hạn và dài hạn. Các đề xuất sắp tới thì bao gồm là kích hoạt phí dịch vụ cho các giao dịch trả phí ở trên toàn bộ giao thức, thay đổi tỷ lệ phí dịch vụ, thay đổi các token được chấp thuận cho thanh toán, mở rộng giao thức cho đến khi có blockchain mới, phân bổ ngân sách cho chương trình trợ giúp nhà phát triển, chương trình đóng góp cho cộng đồng hay là những sự kiện cộng đồng trực tuyến khác. Thứ hai là để thanh toán cho Cyber Profile. Minting Cyber Profile là cổng cho các nhà phát triển và người dùng có thể truy cập vào hệ sinh thái của CyberConnect. Token Cyber thì sẽ được sử dụng như là tiền tệ chính để thanh toán khi mà mua Cyber Profile với tên người dùng cao cấp. Thứ ba là thanh toán cho gas trong Cyber Wallet. Giải pháp ví thông minh Cyber Wallet của CyberConnect thì sẽ cung cấp cho người dùng trải nghiệm khởi động mượt mà đến với Web3 mà sẽ không cần các cụm từ khôi phục hay là native token với mục đích phí gas ở trên hệ sinh thái blockchain khác nhau. Token Cyber thì sẽ được sử dụng như là đơn vị đo giá và là phương tiện thanh toán cho phí gas cho tất cả các giao dịch ở trong Cyber Wallet ở trên các chuỗi tương thích với EVM. Cyber Wallet thì đang trong quá trình phát triển và sẽ có sẵn ở trên Ethereum, Optimism, Arbitrum, BNB Chain, Base và Polygon. Ngoài ra, các thông tin về token allocation cũng như là token release schedule thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em. Trên đây thì sẽ là lịch phát hành Cyber Token ra thị trường của dự án CyberConnect. Trước đó thì token Cyber cũng đã được list ở trên CoinList và sắp tới vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 vào lúc 19 giờ thì token Cyber sẽ được chính thức list ở trên Binance. Một số thông tin quan trọng mà anh em cần chú ý đó chính là về phần thưởng dành cho người tham gia thì Cyber sẽ trích ra 3 triệu token Cyber, tức là khoảng 3% tổng cung dành cho những người tham gia vào launch pool này. Về nguồn cung ban đầu thì sẽ là 11 triệu Cyber, tức là khoảng 11% tổng cung. Về phương thức tham gia thì anh em có thể stake các đồng như là SDUSD, TUSD và BNB để có thể nhận được token là Cyber. Về phân bổ cho 3 pool thì anh em có thể theo dõi kỹ hơn ở trên bảng Irene đang để trên màn hình cho anh em nhé. Đó là những thông tin cơ bản về việc list trên Binance của token Cyber. Còn về nhận định giá trong đợt list Binance sắp tới này thì chúng ta có thể đánh giá dựa trên một số tiêu chí như sau. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng CyberConnect thì là dự án trở lại của CoinList sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng của sàn này. Và một điều hiển nhiên rằng CyberConnect sẽ được kỳ vọng là ích thật là to để CoinList có thể chứng minh được với cộng đồng là vì sao họ là nền tảng IEO cực kỳ hot ngày trước. Token của Cyber được bán với giá là 1.8 đô và dự án thì cũng đã huy động được 5,4 triệu đô la ở trên CoinList. Và sau khi hoàn thành public sale ở trên nền tảng CoinList thì token của dự án CyberConnect đang được tiếp tục niêm yết ở trên nền tảng Binance Launch Pool, nền tảng staking của sàn giao dịch lớn nhất thế giới hiện tại. Ngoài ra thì từ những dữ liệu trong quá khứ thì chúng ta có thể thấy được rằng token của những dự án được phát hành ở trên Binance Launch Pool thì thường có mức lợi nhuận khá là cao. Ngoài ra thì từ tokenomics của dự án CyberConnect chúng ta cũng có thể thấy được dự án còn dành khoảng 6,6% airdrop cho cộng đồng ở trong tương lai nữa. Và với ý kiến cá nhân của mình thì CyberConnect đang có một hệ sinh thái khá là tốt, được phát triển đầy đủ và được chứng nhận bởi cộng đồng cũng như độ uy tín, và đặc biệt là dự án đang khá FOMO ở trong cộng đồng. Hiện tại thì tổng cung của CyberConnect cũng khá nhỏ và đang không có áp lực bán lớn. Vì vậy cho nên là mình dự đoán là CyberConnect sẽ có market cap khi list là ở khoảng 100 cho đến 150 triệu đô. Theo như chia sẻ của Jillian là Head of Global Development chia sẻ trong AMA với Coin68 vừa rồi thì họ cũng kỳ vọng giá của token sẽ rơi vào khoảng 10 cho đến 20 đô.
Anh em cũng có thể tham khảo thêm mood sheet của dự án để có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách đúng đắn khi mà dự án niêm yết ở trên sàn Binance vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 8. Về các nhà đầu tư và partner thì qua hai vòng gọi vốn thì dự án CyberConnect đã gọi được tổng cộng 25 triệu đô từ sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư hàng đầu hiện nay như là Manticoin Capital, Binance Lab Fund, DeFi Digital. Lộ trình phát triển thì Irene sẽ để ở trên màn hình cho anh em cùng theo dõi thêm. Vậy một câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên đầu tư vào CyberConnect hay không? Tất nhiên là ở trong video này thì Irene sẽ không thể đưa ra lời khuyên chính xác cho anh em. Thế nhưng Irene sẽ tổng hợp lại một số điểm đáng chú ý về token CyberConnect cũng như là về dự án này để anh em có thể lưu ý kỹ hơn. Thứ nhất là CyberConnect đang là một trong những mạng xã hội phi tập trung Web3 lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Thứ hai là dự án đang phát triển nhanh chóng với hơn 1,25 triệu người dùng. Hệ sinh thái của CyberConnect thì đang có khoảng hơn 50 dự án build trên nền tảng của họ và đang là đối tác của hơn 2.500 đối tác khác, trong đó có không ít cái tên nổi tiếng ở trong ngành. Dự án thì cũng đã nhận được sự đầu tư từ nhiều cái tên lớn như là Manticoin Capital, Animoca Brand hay là Binance Lab. Team phát triển của dự án thì cũng là những người đã tốt nghiệp những đại học hàng đầu và họ thì luôn luôn follow theo roadmap cũng như là đang liên tục build hệ sinh thái của họ. Và quan trọng nhất thì họ có một lịch phát hành token khá là hợp lý khi mà token của team và advisor thì được khóa trong 18 tháng sau TGE, token của nhà đầu tư tại private sale thì được khóa trong vòng 15 tháng sau TGE, sau đó thì được trả dần trong vòng 3 năm. Điều này thì không chỉ thể hiện được niềm tin của nhà đầu tư về đội ngũ dự án mà còn cho thấy là đội ngũ của họ đang hướng tới giá trị lâu dài mà CyberConnect có thể tạo ra thay vì lợi nhuận ở ngắn hạn. Tuy nhiên, anh em nên lưu ý là đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư và anh em hãy luôn sáng suốt trong mọi quyết định số tiền của bản thân nhé. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về dự án CyberConnect, về token Cyber cũng như là về đợt list sắp tới ở trên Binance của token Cyber. Anh em nghĩ sao về tiềm năng của CyberConnect cũng như là về giá của token Cyber khi list trên Binance? Hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!